chào quý vị và các bạn. Bão số 1 đã đi vào vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7. Trong ngày và đêm nay, hoàn lưu của bão sẽ gây ra gió mạnh, sóng cao, nước dâng ở vùng ven biển và một đợt mưa trên diện rộng ở đất liền. Cập nhật mới nhất lúc 4 giờ sáng nay, ngày 18 tháng 7, bão số 1 còn cách Móng Cái của Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Trong sáng đến chiều nay, bão sẽ đi vào đất liền biên giới Việt-Trung, sau đó đi sâu vào đất liền. Lúc 16 giờ chiều nay, bão suy yếu thành vùng áp thấp ở trên khu vực đất liền các tỉnh đông bắc của Bắc Bộ, cường độ giảm còn cấp 7 và giật cấp 9. Do ảnh hưởng của bão, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét. Ngoài sóng lớn, người dân sinh sống ở vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng cần đề phòng có nước dâng do bão cao từ 0,3 đến 0,5 mét. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều ngày 18 tháng 7. Còn trên đất liền, từ sáng nay 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8. Hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây ra một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai. Và trọng tâm mưa là khu vực Đông Bắc, Việt Bắc với lượng mưa từ 200 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm. Do đây là lượng mưa lớn nên người dân sinh sống ở các khu vực trũng thấp, đô thị cần đề phòng với nguy cơ ngập úng. Ngoài ra, do mưa dồn dập, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Quý vị cần hết sức đề phòng. Thông tin tiếp theo về cơn bão số 1 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!